xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học món cà phê pha phin tiếp theo nha. Đó chính là cà phê sữa dừa. Cà phê sữa dừa chính là sự kết hợp giữa cà phê đen nè, nước cốt dừa nè và sữa đặc. Nghe như vậy là mình đã thấy thèm đúng không ạ? Bởi vì là nó là rất là ngon nha. Nó là sự kết hợp của cà phê sữa và thêm cái phần nước cốt dừa vào thì nó lại càng thơm mùi dừa và càng béo thì uống lại càng ngon đó mấy anh chị nha. Nó là một cái sự cách tân của món cà phê sữa. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho mình công thức cà phê sữa dừa pha phin nóng trước nha. Thì chúng ta cũng sẽ có hai phương pháp, một là pha phin nóng truyền thống và hai là pha phin nóng theo phương thức hiện đại. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có sữa đặc. Mình sẽ sử dụng 20ml sữa đặc. Rồi cho xuống cái đáy ly. Rồi tương tự như vậy, mình sẽ làm thêm một ly nữa. Nhi sẽ làm một ly theo phương thức truyền thống và một ly theo phương thức hiện đại nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái phần nước cốt dừa. Ở đây nước cốt dừa thì mình có thể dùng nước cốt dừa tươi, còn Nhi thì Nhi sẽ dùng là bột cốt dừa lập phát. Đây là bột cốt dừa làm từ dừa non người ta sấy khô. Và mình chỉ cần, khi mình dùng thì mình chỉ cần dùng cái bột cốt dừa lọc phát này nè. Rồi chúng ta sẽ pha với nước sôi là chúng ta thu được nước cốt dừa. Bây giờ Nhi sẽ pha ngay luôn nha, cho mấy chị mình xem ha. Thì ở đây là một ly cà phê sữa dừa như vậy thì chúng ta sẽ cần dùng 12g bột cốt dừa. Ở đây Nhi làm 2 ly thì Nhi sẽ cân là 24g bột cốt dừa nha. Rồi, chúng ta có 24g bột cốt dừa. Việc tiếp theo là Nhi sẽ lấy nước 20ml nước để mà mình hòa tan cái bột cốt dừa này. Rồi, chúng ta có 20ml nước sôi nha mấy anh chị nha. Nước sôi 100 độ C để mình hòa tan cái bột cốt dừa của mình, khuấy đều ra. Cái phần mà bột cốt dừa này, nước cốt dừa này thì anh chị có thể pha số lượng nhiều. Ví dụ ở đây mình pha một phần là chúng ta cần 12g, hai phần mình cần 24g. Đó thì nếu mà anh chị muốn pha số lượng nhiều thì mình cứ nhân lên. Nếu chúng ta muốn pha 10 phần thì mình sẽ làm theo công thức 120g bột cốt dừa và 100ml nước sôi nha. Đó. Đối với 12g bột cốt dừa cộng với 10ml nước sôi thì sau khi pha xong chúng ta thu được khoảng 20ml nước cốt dừa mấy chị nha. Rồi để ở đây chúng ta đong lại coi đây được khoảng chúng ta sẽ chia đôi cái phần nước cốt dừa này ra. Đó nó khoảng được 40ml này mấy chị. Rồi chúng ta sẽ chia đôi cái nước cốt dừa này ra nha. Mình sẽ rót vào mỗi ly 20ml nước cốt dừa. Rồi xong, bây giờ rót cho ly thứ hai. Tương tự chúng ta cũng dùng cái muỗng ha để mình dễ rải cái nước cốt dừa hơn. Đó, như vậy là đang có hai lớp rất là đẹp mắt nha. Rồi tiếp theo là Nhi sẽ pha cà phê cốt dừa nóng thì chúng ta cần một cái phin. Mình sẽ cân 20g bột cà phê cho một phin. Đây là cách 1 mấy chị nha. Rồi chúng ta đã được 20g cà phê. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái nén nén chặt cái cà phê của mình. Cho một ít muối ăn vào để cho cà phê của mình được đậm vị. Rồi chúng ta sẽ đặt cái phin cà phê lên trên cái ly. Bây giờ mình sẽ lấy nước sôi nha. 30ml nước sôi. Rồi chúng ta sẽ rót 30ml nước sôi cho lần rót đầu tiên. Và nhớ là dùng cái muỗng dừa cái nén để nó không bị nổi lên. Rồi mình sẽ đậy nắp. Trong lúc chờ cái phin cà phê này đạt yêu cầu thì Nhi sẽ đánh nóng cái phần cà phê cho cái món cà phê sữa dừa pha phin mà theo kiểu là hiện đại nha.
Ở đây thì chúng ta sẽ cần dùng 35ml nước cốt cà phê. Đây, mình sẽ đánh nóng nó lên. Đây, chúng ta sẽ đặt nghiêng cái ca, nghiêng nước và cho cái đầu vòi vào để đánh lên. Rồi, khi cà phê đã nóng thì tắt vòi. Mình sẽ rót cái cà phê này nha. Mình sẽ rót cái cà phê này lên trên cùng là xong. Đây, chúng ta chỉ rót từ từ thôi, lên trên cùng và xung quanh. Rồi, tiếp theo bên này là nước đã rút, chúng ta tiếp tục 40ml nữa. Đây, sẽ rót tiếp 40ml nước cho lần thứ hai. Và tiếp tục dùng cái muỗng để giữ cái cà phê nha. Rồi, như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong món cà phê sữa dừa Pfaffin Việt Nam. Và theo hai phong cách, một là chúng ta pha theo phương thức truyền thống là chúng ta sẽ có cái phin và phục vụ cho khách hàng luôn, khi nào khách uống thì mới bắt đầu pha. Và chúng ta sẽ rót nước lần thứ hai vào phin cà phê thì chúng ta mới đem cà phê ra phục vụ cho khách. Còn ngoài ra chúng ta có một cách hiện đại hơn là chúng ta sẽ phục vụ ngay lập tức mà không cần phải pha phin. Chúng ta dùng ngay cái cà phê mà mình đã pha phin sẵn và chúng ta sẽ đánh nóng nó lên rồi phục vụ ngay cho quý khách của mình. Như vậy chúng ta có hai phương pháp. Thì tất nhiên là cái phương pháp mà pha bằng cái máy mà sục bọt sữa thì nó vẫn là tốt hơn và nhanh hơn, đúng không ạ? Rồi, và cái món cà phê sữa dừa Pfaffin này và món cà phê sữa dừa nóng này nè của chúng ta có giá vốn là 7.500. Như vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong phần cà phê sữa dừa mà mình pha theo công thức nóng. Bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn thêm món cà phê sữa dừa pha theo công thức đá cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, bây giờ món cà phê sữa dừa pha theo công thức đá thì chúng ta cũng có công thức tương tự. Thì chúng ta sẽ có sữa đặc 20, nước cốt dừa là chúng ta dùng 12g bột cốt dừa hòa với 10ml nước sôi. Và chúng ta có 35ml nước cốt cà phê đen pha sẵn. Rồi mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên là chúng ta có thể dùng đúng cái công thức nóng luôn. Rất là thơm, cái mùi cốt dừa, mùi cà phê và mùi cốt dừa hòa quyện rất là tuyệt vời mấy anh chị nha. Rồi mình sẽ khuấy đều lên, sau đó là mình sẽ sử dụng một cái ly 350 nha. Mình sẽ dùng một cái ly 350 và mình sẽ đánh nóng cái cà phê của mình lên. Đó, đánh nóng cái cà phê của mình lên. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho đá vào nha. Đó, thoạt nhìn thì cái món cà phê sữa dừa nó rất giống như là cái món cà phê sữa đá. Tuy nhiên khi chúng ta uống thì nó sẽ đặc biệt hơn, bởi vì nó ngoài cái việc có sữa đặc cà phê thì chúng ta còn có thêm phần sữa dừa. Vì vậy ly cà phê sữa dừa nó sẽ thơm cái mùi dừa và nó có béo béo của nước cốt dừa, uống thì nó sẽ ngon hơn. Và rõ ràng những anh chị nào là tín đồ của nước cốt dừa và cà phê thì đây là một món không thể chối từ nha. Món này giá vốn của chúng ta cũng là 7.400. Vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong món cà phê cốt dừa theo công thức đá và theo công thức nóng. Chúc tất cả các anh chị học viên mình sẽ thực hiện món này thành công, ứng dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống của mình hiệu quả. Hẹn gặp lại các anh chị học viên trong các bài học tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Ngoài ra ngày hôm nay Nhi sẽ có chương trình ưu đãi sách. Nhi sẽ ưu đãi sách với giá siêu đặc biệt bằng với tiền in ấn thôi. Bây giờ cả nhà nào muốn mua sách thì chúng ta lắng nghe. Nhi có 5 bộ sách nha. Nhi sẽ nói một chút về 5 bộ sách nha.
Bộ đầu tiên á, là bộ tập hợp những món bán chạy nhất của các thương hiệu trà sữa. Thì trong này là hơn 100 món đồ uống và topping đi kèm, dành cho những ai muốn làm những cái món nước để bán cho học sinh sinh viên. Tập hợp những món bán chạy nhất của thương hiệu trà sữa. Bộ thứ hai là tập hợp những món bán chạy nhất của thương hiệu cà phê, cũng gần 100 món. Rồi bộ thứ ba là các món ăn vặt của Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, rất là đặc sắc, ăn vặt hot trend, bánh tráng trộn, xoài lắc, khoai lang phô mai lắc, gà rán KFC, chân gà xả tắc, rồi các món như là bánh pizza, bánh su kem, mì cay Hàn Quốc, cơm trộn Hàn Quốc, cơm cuộn Hàn Quốc, tteokbokki Hàn Quốc, rồi các món chè Thái, chè khoai dẻo, chè khúc bạch, hai mươi mấy loại chè, các loại kem, kem tươi, kem viên, bingsu, vân vân là trong cuốn ăn vặt này. Rồi tiếp theo là 45 mẫu bánh kem rau câu 3D, bánh bắp và bánh kem sinh nhật. Bộ thứ năm mà Nhi có đó là bộ ẩm thực an lạc dành cho những người nào muốn ăn chay. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 5 bộ sách. Và một bộ sách là có 3 cuốn nha. Một bộ sách là sẽ có một cuốn công thức có hình Nhi. Ví dụ bộ số 1 là tập hợp những món bán chạy nhất của các thương hiệu trà sữa để chúng ta làm những món nước bán cho học sinh sinh viên. Thì khi mua một cuốn sách công thức có hình Nhi thì chúng ta được tặng kèm một cuốn cẩm nang. Cuốn cẩm nang này sẽ nói về những cái nguyên liệu dụng cụ máy móc cần mua để mình làm được món trong cuốn sách công thức. Cuốn cẩm nang là tặng kèm không bán. Và đồng thời mình cũng được tặng kèm thêm một cuốn gọi là bí quyết quán đông khách. Cuốn này á là tập hợp những cái bí quyết để giúp quán mình đông khách. Thì như vậy một bộ sách là có 3 cuốn, là một công thức có hình Nhi, một cuốn cẩm nang và một cuốn bí quyết. Đây là bộ sách mà Nhi dùng để hướng dẫn trong các lớp học trực tiếp cũng như là online có giảng viên. Bộ sách này vô cùng là giá trị. Bán niêm yết trên website của Học viện Pha Chế Vin 3 là 1,5 triệu một bộ sách. Nhưng mà ngày hôm nay trên sóng livestream này, anh chị nào yêu mến Nhi cũng như là yêu thích bộ sách của Nhi thì Nhi sẽ chỉ có lấy cái chi phí in ấn của 3 cuốn sách này là chỉ có 400.000 đồng. Nên anh chị nào muốn mua thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để được mua sách gốc với giá gốc nha. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sách giả. Chính vì vậy Nhi đã đưa ra mức giá ưu đãi nhất cho anh chị để mua với giá rẻ nhất mà lại được sách gốc và giá gốc. Cho nên cả nhà mình hãy comment mua sách kèm theo số điện thoại nha, để được mua sách gốc với giá gốc của chính tác giả luôn, để không bị mua sách giả. Rồi cứ một bộ là 400.000. Kể từ bộ thứ hai á, là được giảm thêm 50.000 nữa. Đó, bởi vì bộ thứ hai là có cuốn bí quyết giống thì mình không lấy, giảm thêm 50.000 nữa. Thì bộ thứ nhất 400.000, bộ thứ hai 350.000, bộ thứ ba cũng 350.000. Một bộ là 400.000, hai bộ 750.000, ba bộ là 1,1 triệu, bốn bộ là 1,450,000, mà năm bộ là 1,7 triệu, là chỉ bằng tiền in sách thôi ha. Rồi cho nên những anh chị nào muốn mua sách gốc với giá gốc của chính tác giả thì comment mua sách kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi xác nhận cũng như là gửi sách cho mình thông qua đường bưu điện nha các anh chị. Rồi như vậy thì tóm lại là những anh chị nào muốn mua nguyên liệu thì comment mua nguyên liệu kèm số điện thoại để được tư vấn. Những anh chị nào muốn mua được sách gốc với giá gốc chỉ có 400.000 đồng một bộ thì chúng ta comment mua sách kèm theo số điện thoại. Những anh chị nào muốn học để được ưu đãi 70% cho khóa online và 35% cho khóa trực tiếp thì chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại nha. Ngoài ra những ai có câu hỏi gì thì mời các anh chị comment để mình giải đáp trước khi chúng ta kết thúc buổi học sáng nay. Khóa học thì hiện tại học viện mình là có khóa học vào cuối tuần này luôn nè, hoặc là các tuần thì đều có khóa học. Khi mà mình đăng ký khóa học trực tiếp tại Học viện Pha Chế Vin 3 hoặc là mình đăng ký chương trình học online có giảng viên, học viện mình có hai chương trình học là học trực tiếp tại học viện có giảng viên hoặc là mình có thể đăng ký chương trình học online có giảng viên, thì cả hai chương trình mình đều có 11 quyền lợi khi mình đăng ký học, rất là đặc sắc nha. Quyền lợi thứ nhất là mình sẽ trở thành thành viên VIP của Vin 3 để được chăm sóc trọn đời sau khi mình đã học. Quyền lợi thứ hai là mình sẽ được bảo hành cho đến khi nào học thành công. Có nghĩa là nếu mình đăng ký mà mình học chưa thành công, bên em bảo hành cho đến khi nào anh chị học thành công và làm được món. Quyền lợi thứ ba, mình được cập nhật công thức mới trọn đời. Quyền lợi thứ tư là khi mình đăng ký học, dù online có giảng viên hay trực tiếp có giảng viên, thì mình đều được cấp bằng, hoàn thành khóa học. Quyền lợi thứ năm,
là mình sẽ được tư vấn một một về kiến thức mở quán sau khi mình học xong, để mình có thể đủ kiến thức để mở một cái quán trà sữa, quán cà phê hay quán ăn vặt. Quyền lợi thứ 6 là mình sẽ được học, có giảng viên thì họ sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ kinh nghiệm cho mình để mình học và hiểu bài được sâu thì mình sẽ thực hành dễ dàng hơn. Quyền lợi thứ 7 là khi anh chị đăng ký học online có giảng viên hay học trực tiếp, anh chị sẽ được tặng một tài khoản bao gồm tất cả các video bài giảng để mình có thể xem đi xem lại nhiều lần. Quyền lợi thứ 8 là mình sẽ được tặng kèm bộ sách. Năm cái bộ sách lúc đầu thì có giới thiệu thì mình đăng ký khóa nào thì mình sẽ được tặng kèm bộ sách của khóa đó mà không cần phải mua. Còn nếu mình mua thì giá sách là cũng niêm yết là tới 1,5 triệu các anh chị ha. Cho nên khi mình đăng ký học là mình được tặng sách rất là có lợi. Quyền lợi thứ 9 là mình được tặng kèm bộ hình. Ví dụ mình học đồ uống thì mình sẽ được tặng hình đồ uống. Mình học đồ ăn thì mình sẽ được tặng hình đồ ăn. Đó là quyền lợi thứ 9. Và quyền lợi thứ 10 là gì? Quyền lợi thứ 10 là nếu mà trên cái sóng livestream ngày hôm nay anh chị muốn đăng ký học, anh chị comment ngay là đăng ký học kèm theo số điện thoại, mình sẽ được giảm 70% cho khóa online có giảng viên và giảm 35% cho khóa trực tiếp có giảng viên nha các anh chị nha. Lưu ý là chỉ trên sóng livestream ngày hôm nay. Nếu chúng ta muốn học thì chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại của mình, đăng ký học kèm theo số điện thoại thì mình được giảm ngay 70% học phí cho khóa online có giảng viên và 35% học phí cho khóa trực tiếp có giảng viên, cộng theo 10 quyền lợi mà Nhi vừa nói kể trên. 10 quyền lợi này chỉ có Vinpa có thôi, những trường học khác Nhi đảm bảo là không có. Bởi vì Vinpa là đơn vị dạy học và set up quán, cùng với có các đội ngũ marketing thì bên em mới có thể hỗ trợ các cái chương trình sau học cho anh chị, như là chương trình bí quyết quán đông khách mà những nơi khác là không thể nào có được nha. Thành ra nếu anh chị nào muốn học thì comment đăng ký học kèm theo số điện thoại nha. Chúc các anh chị thành công và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.